Thưa quý vị, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi khu dân cư được xem là yếu tố then chốt để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Thực hiện nghiêm các quy định chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Đà Nẵng, các khu dân cư đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Là chủ một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, bà Nguyễn Thị Thu Sương, luôn ý thức lau dọn bàn ghế, nhà cửa sạch sẽ, tạo không gian thoáng đẳng cho quán. Tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, bà Sương trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở khách ra vào quán, thực hiện theo quy định. Thà khi mà khách vào á, là cũng yêu cầu khách là xịt tay và ngồi uống cà phê là ngồi giãn cách. Còn về vệ sinh thì tôi lau chùi sạch sẽ để đảm bảo cái, cái chống dịch Covid. Không chỉ riêng bà Sương, các quy định phòng chống dịch luôn được người dân tại khu dân cư chấp hành nghiêm chỉnh. Với vai trò là bí thư chi bộ, ông Trần Kim Minh thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch để nhanh chóng triển khai cho bà con nhân dân. Thông qua group Zalo của phường, các thông tin chính thống được chuyển tải một cách kịp thời. Ngoài việc chuyển tải bằng văn bản cho các đầu ngành, thì bên cạnh đó thì còn chuyển tải qua nhiều hình thức khác, ví dụ như là qua thông tin về điện thoại gặp gọi trao đổi mà có hiệu quả nhất tức là trên cái trang Zalo à để mọi người cùng nắm được các cái văn bản của nhà nước của địa phương quy định để mà từ đó chấp hành tốt hơn à, khuyến cáo người dân là nên theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng mà chính thống không nên xem những cái trên các trang khác ví dụ như YouTube và cái gì mà những cái thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh để dễ gây hoang mang cho nhân dân Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần chung tay cùng cả nước khống chế dịch bệnh với phương châm: mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi tổ dân phố là một pháo đài chống dịch.